Vâng, xin chào anh em. Clip này mình sẽ làm một game Roulette of Survival Mobile. Trong lúc chờ bạn gái có kết quả khám thai. Ui, cái thằng này bò à. Rồi ôi, vui tính nhỉ. Ui rồi, hai phát thì mày chết tươi mày đi này. Còn lợn này đủ đồ đã. Trong lúc chờ bạn gái có kết quả khám thai thì mình giơ điện thoại lên và chiến vài game Roulette of Survival Mobile cho em coi. Giờ thì cũng quay được bằng điện thoại rồi, cho nên là cực kỳ dễ, tiện dụng mọi lúc mọi nơi. Luôn luôn lắng nghe. Ơ, xe à? Lại lục nữa mẹ tôi. Quá đen anh em ạ. Lút hai cái nhà, được hai khẩu lục. Một đống đạn sniper mà không có khẩu súng ngắm được hết. Mẹ đời khắm lọ thế anh biết. Rồi mình vừa nghe thấy tiếng. À mày chạy long khom ở đây à. Úi dồi. Cái gì kia? M870 rồi xong. Đấy, các bạn cứ bắn nhau đi, mình chỉ làm ngư ông đắc lợi thôi. Giờ đi lút đồ dạo, mẹ cầm khẩu lục để mẹ hơi nguy hiểm. Lại lục. Bà nội cha nó. Rồi bắn nhau đi. Rồi sân đầu bẻ chán đấy, mình vào rồi mình hôi của. Vừa đéo có gì hết. Rồi xong, vừa nghe thấy tiếng M41 ở đây này. Đây đây thì tôi thấy được đây. Lút đồ, lút đồ. Ê, lút đồ đây 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 đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây, kịch bản nó là như thế. Né làm sao được. Rồi bây giờ anh em cẩn thận nha, giữa dòng đời tấp nhập này đôi khi là ta vô tình bấp phập vào nhau. Túi này. Úi dồi, hai khẩu 14-1. Tay cầm dọc mẹ đéo có đạn luôn. Ôi cuộc đời. Ôi cuộc đời là những niềm đau. Đi lút thính. Ôi. Ui dồi ôi mẹ. Vừa bảo đi lút thính xong. Cái này người ta gọi là leo cây đấy anh em. Ui. Sẽ đẹp ấy. Bây giờ chụp. Lục bắn đeo xin hề anh em ạ. Mà hình như nó delay tiếng hay sao anh em. Mình đang chơi bằng mạng này. Không biết 100 Mbps này có gọi là mạnh hay không nữa. Wifi bị mẹ đấy. Mình chỉ không thích dùng wifi chùa. Chỉ có ở công ty hay ở nhà mình dùng wifi thôi. Má delay dữ vậy. Hơi delay tiếng anh em. Vừa mới bán trận lúc trước xong mẹ bình luận cho mỏi cả mồm ấy. Được top 2. Gặp cái thằng Barret nó tỉa phát chết tươi luôn. Ôi xôi núp tôi anh em ơi. Bụi cây thôi. Mẹ thằng này nó đi tìm tỏi cái hồng thính à. Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đâu. Vì cù to như thế có đáng hay không. Ui chết luôn phải không. Thằng kia chết luôn phải không. Đây bảo rồi. Không đáng đâu. Vừa chạm mặt vào hồng thính lại bom nổi banh xác luôn. Với đoạn này có ai không? Mẹ cầm hai cái súng, mẹ hai tay hai súng, mẹ oai như cóc vậy. Cuối cùng đéo có cái tí đạn nào hết anh em ạ. À, ba đét ngon. Tuyệt vời. Quả này thì mẹ bố mày giết chúng mày hết. À, mày đến mày cướp súng tao à, từ từ. Từ từ, mày X8 này trời ơi. Ê, đủ. À, tí thì chết luôn. Xe nó cán thôi, quả này mẹ ngàn cân treo sợi tít. À, ngàn cân treo tóc. Ui giật quá giật quá. Nó hơi delay tiếng anh em. Úi ôi. Ui bình tĩnh dân chơi. Mày này chết cụ mày đi. Mà quả này cực kỳ hên luôn anh em. Bây giờ phải té vào. Ui, băng cá nhân đạn này. Úi té, té nhanh lên. À, quả này sợ thật đấy. Không thể hiểu quả này mình ăn hôi là gì nữa. Còn chắc té vào nhà đi. Lúc bụi cỏ dễ hẹo lắm. Bây giờ có 16 cái băng vệ sinh là mình cứ quấn từ 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 Cortex đến DNA siêu thấm thôi. Rồi bò về đây là ngon luôn. Từ từ chợi đợi thằng nào bạn lút thính. À có X8 nữa này. Mình thì quen bắn X4 hơn. X8 cũng là lần đầu tiên mình nhặt được. Và cũng là cây Barret này cũng là lần đầu tiên mình nhặt được đây. Anh biết bắn có nên cơm nên cháo thì núp cái đá. Việc gì phải xông ra hiến mạng bọn này. Rồi xong cái xe này xe gì đây. Mình cũng khá là ít chơi game dạo này gọi là ít thời gian chơi game. Cho nên là cũng ít clip Roulette of Survival Mobile. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm đều cho anh em coi. Có vẻ là cũng rất nhiều anh em thích tựa game này trên mobile. Nhất là nhẹ đẹp với cả nó gọi là game mobile. Nhiều anh em không có điều kiện chơi game trên PC thì cầm mobile lên. Anh em bây giờ smartphone nhiều lắm. Đâu phải như cái thời mình ngày xưa là Nokia 6300 này, con ấy gọi là ngon, tầm 2012 đấy. Bạn ấy bắt đầu dừng rồi, mình cứ quấn thêm nữa thôi. Đợi chờ là hạnh phúc, tự túc là hạnh phúc rồi.
Ui ôi, có đứa ở phía sau mình. Mình nghe thấy tiếng chân, biết nó nghe thấy tiếng quấn rẻ của mình không nhỉ? Ôi rồi ôi, lộ hàng kìa bạn ơi. Tết bà tết rồi này. Tết luôn. Rồi rồi ôi, một phát chết mạnh vãi cả đái. Thế này thì bố con thằng nào nó chịu được. Còn đứa nào lên đây nữa à, cho các bạn đi nhập viện luôn này. Anh em thích Chợ Rẫy hay là bệnh viện 115 đấy, Hà Nội cho lên thẳng Bạch Mai luôn. Ôi thằng này té rồi. Quả đấy ra cũng hơi nguy hiểm. Ôi chạy nhanh vậy. Ê, toàn phịch thủ với anh em ạ. Vâng, và đây là thanh niên Quang Ray. Ở một diễn biến khác thì anh đang núp vào gốc cây. Và phía trước mặt anh thì đồng không mông quạnh đồ bằng bắn nhau chí chóe vậy. Bây giờ gọi là anh như một nhẫn giả vậy. Ô con này bắn được auto hả anh em? Mà X8 nhìn chất vãi. Ôi chết rồi, bo cách mình đúng 10m luôn. Không sao, cứ núp như một nhẫn giả đi. Thằng này mẹ nhảy lò cò, mày nhảy kinh thế. Nhảy xong còn nằm á. Đấy, đột kích trong tầm ngắm này. Mày này đấy. Bố. Ô tổ nhà ông nhảy lo cò. Xong rồi ông nằm xuống. Những cái động tác này gọi là phô diễn kỹ năng gọi gì là thể dục dụng cụ của bạn ấy. Lại núp thôi. Bắt đầu chúng ta gọi là tiếp sức mùa thi ở đây. Anh em nào qua là mình sẽ cho một viên barret vào mồm. Rồi một thanh niên cái gì kia, Wood kill outside safe zone đó. Bắn ngoài khu vực cấm địa 16m50 luôn. Đạn mình không thiếu. Ôi ôi ôi, mày lãng nó vừa vừa thôi. Bắn xịt mẹ này thằng kia. Chỗ này X8 lợi thật đấy. Ấy lại nằm. Trong này là bị phục kích. Mà nằm là chết rồi. Nó hơi delay tiếng anh em nhỉ. Đúng thật là giang hồ hiểm ác không bằng mạng lát Việt Nam. Cái gì mà lên tận 200ms rồi kia. Hình như càng cao là càng si đai đúng không? Bây giờ là 18h14. Mãi vẫn chưa có kết quả khám thai nhỉ. Để tôi chơi một tí nữa anh em coi nào. À dạo này gần đây nhiều bạn là bảo là không nhận được thông báo về clip của mình mới nhất. Anh em nhớ vào cái gì nhỉ? À nó định nhớ cái gì quên mẹ rồi. À cái gì? Anh em đợi mình nhớ chút nào. Mấy dạo này trí nhớ kém thật đấy. Hình như là đưa đi khám thai nhiều quá, đãng luôn rồi. À, anh em vào kênh của mình ấy, bấm subscribe xong rồi bấm cái biểu tượng cái chuông ấy, khi nào mà nó rung rung lên ấy thì là ok đấy, có thông báo mới nhất nó gửi về anh em coi. Và mình bắt đầu di chuyển vị trí khác thôi. Đứng đây không ăn thua lắm. Đoạn này cách cái đường nguy hiểm vãi đái. Vâng, ở một diễn biến khác thì anh hết núp rồi anh ấy nằm. Khổ thật ấy. Không biết sao tôi đặt tên là Quang Ray xong rồi bảo là tên đã có người sử dụng cái đinh công mạnh ông nào ấy. Giờ mình phải đặt là Quibrave 007 đây. Lút đồ à, lút đồ à. Nhiều rồi. Nhiều đồ chưa. Khổ quá cơ. Miếng ăn là nó là miếng nhục đấy anh em ạ. Ăn mà không đủ bạn bè mà ăn ngồi cái tư thế mà ăn hiên ngang nữa chứ. Người ta lút đồ, ông ấy chạy qua chạy lại đỡ bị ngắm. Chứ ông đứng im một cục ấy, đồ đù. Bên tay trái của mình không biết đằng sau cái xe kia có gì. Ui ôi, bo rồi mẹ. Xác tít lên mà chạy thôi. Mày qua nãy lượm được cái thằng kia cái chảo. Mình lại thích chảo hơn con gà. Con gà nhìn nó khắm lọ quá, nó rực rỡ quá. À đây đây, có một thằng này. Đây ông đá. Ôi hai thằng nè. Rồi mình giết cái thằng gần nhất. Ui trời, chết. Bắn nhầm anh ơi. Cho em ngắm cái tí. Đứng im đi. Súng ở đâu? 9 loại rồi này, 9 kill. Thằng kia. Chạy nhanh thế nhỉ. Anh ta định lại mẹ, hôi của đấy. Không biết thằng đó ở đâu rồi. Xe lam này chạy qua nè. Ơi chuẩn bị té anh em ơi, bò sát ít rồi. Cái chỗ này mẹ đồng không bông quạnh quá, cây thì ít. À đây rồi, mẹ đứng ở đây đấy. Cái gì mẹ thách thức danh hài không thánh à. Úi ôi, nó không chết. Giáp mày trâu vậy. Con bò này mày đứng lại coi.
Mình còn chưa quen cách delay của Barret này nữa cơ. Ôi trời ơi. Ra đây thì bọn mày ra đây không thì bảo thằng kia. Mẹ lì đòn thật đấy. Bữa nay còn có chữ cái gì 18 cộng kia. Sao bé lại không né? Có chữ 18, game 18 cộng mà nhìn ngứa mắt thật đấy anh em. Khó chịu ghê á. Đâu phía trước mặt có hai cái xác rồi. Lạc thật đấy. Ở dưới có cái xe lam này, không biết có thằng nào núp đây. Đây trước mặt mình có xe lam này. Ôi té thôi, ok. Bo còn có bí tẹo, bé tẹo này mà không biết thằng kia đâu ta. Ôi, ôi sao lại dính cái này mẹ tự nhiên. Bo cuối rồi còn lút đồ vậy. Hiện mấy cái này khó chịu ghê đấy đấy. Ngắm ở đây trước mặt mình, trước mặt mình, trước mặt mình. Chắc lên trên đừng ngắm thôi. Hay đứng lên nhỉ. Mày. Ôi này, núp thì đeo là được anh em ạ. Đã là trong tầm ngắm của Barret thì thôi. Chạy bằng niềm tin. Mình nghĩ là cái xe lam này này. Ôi 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 đúng đúng vậy. Ôi say ô dê. Yeah. Lần đầu nhặt được Barret. Mẹ vãi cả con gà kêu ạ. Ê tuyệt vời. À lần tiên mình nhặt được Barret trời rất là phê. À hy vọng anh em sẽ thích những clip như này về game Roulette Survival Mobile. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo nhá.